Hồi lúc đầu tiên thì dạy cái lớp mẫu giáo, tức là vô đầu tiên là tương với muối vậy, gì kêu bằng chai bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Bây giờ nếu mình ăn bốn bữa là mình còn chúng sanh, vì đang dắt chúng sanh mà ha. Cái này là mình lên luôn nghe quý vị, chứ không còn ở lại nữa. Như vậy thì hôm nay chúng ta đã có duyên rồi, mà Đức Thầy cho biết đó là tương với muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà, mà mai sao thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Như vậy là giới thiệu cho mình biết đó quý vị. Như vậy thì cái cảnh mà hiện bây giờ nếu mà mình không ăn chay đợt này đó ha, quý vị biết đó là cái chặng mà nãy giờ đó là quý vị có nghe rồi đó, cái chặng mà bệnh đau này nó còn ghê gớm lắm nghe quý vị. Bởi vì Đức Thầy cho biết nè, cái chỗ này bắt gieo duyên cùng gia đình anh Bảy và tất cả chư quý vị đồng đạo, các bậc cao niên cao đồ, các tín đồ Phật giáo hòa hảo. Thì hôm nay chúng ta cũng cho quý vị biết là cũng là cái ngày kỷ niệm mà Quynh Bảy cũng tất cả anh em cũng có mời chư quý vị đồng đạo đến đây để cùng nhau chúng ta đồng nghe những lời Phật pháp và tiến trên con đường tu hành. Và trước khi vô chương trình, tôi sẽ bắt nhịp cầu vô cảm và gieo duyên cùng quý vị một đoạn giảng. Quý vị ủng hộ cho ông chàng phát tay đi quý vị. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn, chốn ta bà tìm lụng dầu mòn, thân tư đại của người cũng thế. Mau thức tình tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mời hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan, dình giới lực nghe kính trọng Phật, đến lâm chung quả lành đau mắt, cõi Tây Phương chư Phật đời chờ. Việc tu thân thiện tinh hận hờ, chừng qua đến nè cho khó tranh. Hết hơi rồi, cho ông chàng khó tay đi quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị, bữa nay thì cũng được nhờ huynh đệ đến đây để ủng hộ, và trước thì cũng nhờ huynh tư giới thiệu cho đồng đạo là huynh hai và đệ bót cũng được cùng quý vị để hôm nay chia sẻ qua những cái giáo lý siêu thượng của Đức Thầy, mà chúng ta là đã được có cái nhân duyên lành, mà Đức Thầy cho biết là duyên lành rõ được khùng điên chẳng qua kiếp trước hiện duyên hữu phần. Như vậy là chúng ta đã có duyên mới ngồi đây nghe được những cái lời pháp của Đức Thầy chúng ta. Thực tế ra là tôi cũng nhờ cái câu mà mới vừa đọc đó quý vị, là cái đoạn mà mau thức tỉnh tu hăng kẻo trễ đó, tức là mình thức tỉnh đi, tu hăng đi để kẻo trễ. Mà Đức Thầy đã cho biết là kỳ này là kỳ kết thúc rồi quý vị. Đời hạ quan ngày nay mong mẻo, phải không quý vị? Cho đàn có tay đi, nó phải mẻo, đúng mỏng mẻo là đúng rồi, phải không? Cho nên nó thành thử ra quý vị quan hỷ ra cái hơi tôi nó hơi cũng thành thử ra đọc dài đọc không có được, thành thử ra là đời hạ quan ngày nay mỏng mẻo là nhờ cái câu này nè mà mình mới thức tỉnh. Cho nên hồi nãy mình đọc cái đoạn là mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ đi, chứ không thôi là đến tội rồi, lúc đó là muộn màng. Hồi đó đó quý vị ơi, hồi lúc mà mình chưa nghe được kinh giảng của thầy đó thì lúc đó mình đâu có biết, nhưng mà hôm nay mình nhờ nghe được cái giáo lý của Đức Thầy rồi mình thức tỉnh liền. Cho nên Đức Thầy nói nè: kỳ xa tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ, gặp giảng kinh chẳng cứ làm ngơ, chồng bông kiện giống chi hưởng nay.
hết hơn. Vỗ tay các quý vị. Bởi vì đó là trồng bông kiển là giống chi hướng nấy nha. Bởi vì kỳ này là kỳ ăn xá xả tội rồi, kỳ này là kỳ hốt cằn nha quý vị. Cho nên thành thử ra nhờ cái chỗ đó đó mà mình nghe tới cái giáo lý của Đức Thầy là mình thức tỉnh liền. Hồi đó nghe nói cho quý vị này, mình nói nhỏ nhỏ chứ đừng lên cộng đồng mạng nghe quý vị. Bây giờ nói cho quý vị nghe nghe, là hồi đó tôi cũng ăn chơi dữ lắm, nhưng mà mai nghe được cái giáo lý thầy mà cái câu mà mau thức tỉnh đó quý vị, tu thân kẻo trễ rồi, đến tội rồi mới hối muộn màng, là mình nghe mình sợ rồi. Chi cho bằng ta sớm lo toan là mình phải gắng cố gắng mình lo. Lo toan là gì? Ăn chay niệm Phật cúng lại làm lành. Mình nghe tới cái câu này là Đức Thầy nói làm những cái việc mà như là hết các việc từ thiện và tránh những điều độc ác đó, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, thì hôm nay mình sẽ được ăn xá xả tội. Mà Đức Thầy cho biết đó là cái cảnh khổ hiện bây giờ nó sẽ diễn biến tới rồi nghe quý vị. Nhờ cái giáo lý của Đức Thầy mà mình biết nè. Đức Thầy nói nè: máu đào khắp nước khổ vô cùng, Nam Việt dân tình mãi thung dung, chẳng lo tu tình cầu Phật thánh, để nước tới chừng mới nhảy đùng. Nhảy đùng ác phải lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chừng mới đầu. Làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bè Nam Mô cũng nhọc cầu. Vỗ tay cái nữa đi, tiếp hơi tôi nhờ quý vị vỗ tay hơn. Nhưng mình lấy hơi lại heo quý vị, giống như Minh Dương Minh Cảnh mà ca phải có lấy cái hơi. Nhưng mà nhờ cái quý vị ủng hộ Phật Pháp, nói chung ra là hôm nay mình được có nhân duyên lắm. Đức Thầy nói xưa nay không có mấy khi nghe quý vị, dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Lần này mà mình không tu là uổng lắm. Bởi vì Đức Thầy cho biết là cờ thế giới ngày nay gần thúc rồi, kế bên rồi quý vị, nó kế bên rồi. Nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Như vậy là kể từ nay là tiên Phật thánh thần, tức là lo dạy dỗ dương trần chẳng thiết. Chúng ta vì được cái nhân duyên mà sanh ở vùng xứ đạo. Quý vị ở đây là núi Cô Tô, tuy là cái xã ở xa, nhưng mà nghe tiếng mà cái lời sấm giảng đó, là những cái lời nghe mà mình như là những cái câu mà Đức Thầy là viết lại đó, là quý vị giác ngộ tu là quý vị đã có thiện căn rồi. Ngày xưa đó, ông bà mình đó là gần kề Đức Thầy mà nghe kế bên mà còn tu, mới có tập tu. Nãy tôi nghe ông huynh hai ông nói 4 bữa, nhưng mà chuyến này là mình đi siết vô luôn chứ không còn 4 bữa nữa, bởi vì nó đã thúc hết trơn rồi. Đây là thầy cho biết là thúc rồi, còn gì nữa mà mình đợi gì nữa, 4 bữa nữa quý vị. Rồi giờ 30 bữa luôn huynh ơi. Chính xác rồi, huynh ngồi đây là ủng hộ cho đệ là phải nung đúc lên. Bây giờ Đức Thầy cho biết đó là hồi lúc đầu tiên thì dạy cái lớp mẫu giáo, tức là vô đầu tiên là tương với muối gì kêu bằng chai 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Bây giờ nếu mình ăn 4 bữa là mình còn chúng sanh, vì đang dắt chúng sanh mà ha. Cái này là mình lên luôn nghe quý vị chứ không còn ở lợ nữa. Như vậy thì hôm nay chúng ta đã có duyên rồi, mà Đức Thầy cho biết đó là tương với muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà mà mai sao thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Như vậy là giới thiệu cho mình biết đó quý vị. Như vậy thì cái cảnh mà hiện bây giờ nếu mà mình không ăn chay đợt này đó ha, quý vị biết đó là cái chặng mà nãy giờ đó là quý vị có nghe rồi đó, cái chặng mà bệnh đau này nó còn ghê gớm lắm nghe quý vị. Bởi vì Đức Thầy cho biết nè, cái chỗ này bắt đầu tới cái ngày lọc lừa sàng sảy con tiên cháu Phật hết trơn rồi, rồi tới lúc đó là bắt đầu mới lập lại đời thương quân. Bởi vì cái chỗ này bữa nay sẵn dịp có nhân viên ngủ, quý vị nghe rồi bắt đầu mình nhắc lại là thầy đã diễn tả cho biết là sau này lặp lại đời thương quân, nghe kênh nghe chú lặp lại luôn. Tới bắt đầu một hồi tôi sẽ trình bày cái câu mà tới cái ngày lặp lại thương quân luôn nghe quý vị. Đức Thầy cho biết trước chỗ này nè, hôm nay á là cũng may là đến nhà của mà Quân Bảy đi. Hồi nãy á, hồi Tết á, tôi nghe cái cô chủ nhà nói rõ ràng luôn, cô nói á, hồi từ Tết tới giờ là cái bóng đèn ở trên này nè là không có cháy mà không có chớp luôn. Nhưng mà bữa nay á mà Quân Tư Hả vô nói cái đề tài đầu tiên đó, cổ vô ghim thử tự nhiên bắt đầu một hồi nó bật lên nó cháy. Như vậy là thấy gì màu nhiệm không quý vị? Cái đó là cái màu nhiệm mà thực tế ra chắc hôm nay á, không có chịu ghim, thành thử nó hồi lại cái gì đó. Bữa nay ghim vô nó cháy mà thiệt đứng nó màu nhiệm. Cho nên Phật Pháp rất là nhiệm màu. Thì hồi nãy qua cái giai đoạn mà mình nói đó quý vị,
là khi mà mình tin tưởng vô thầy tổ mình đã chỉ rồi đó, thì quý vị chắc ăn là nó rất là màu nhiệm lắm. Như hồi xưa tôi cũng có kể quý vị nãy đó, là nhờ cái niệm Phật mà Đức Thầy nói chỗ này nè quý vị. Một hôm nọ, để tôi kể sơ cái câu chuyện này mau lắm, là cái ông Phan Châu Bá đó, ông hỏi thầy: vậy chứ bây giờ tôi còn nợ thế gì, làm sao tu đây, thấy không? Thì khi mà ông Phan Châu Bá hỏi là Đức Thầy bị ông là một nhà nho, hỏi vậy chứ tan bồng nợ ấy chả sao xong, chí dốc từ bi cởi tác lòng, nhân đạo còn mang chưa sử chọn, nghĩ sao mà giải thoát nợ tan bồng. Tức là giống như mình bây giờ nè, bữa nay mà dường như là tôi thấy bên nam mình nhiều, chắc bên nam mình nữa về được đời thương ơn nhiều, bên nữ bữa nay hơi ít. Thường thường đa số là tôi thấy là đa số là nữ nhiều, nhưng mà bữa nay nam rất là đông. Tức là hôm nay là cái ngày mình có cái thiện căn có duyên. Nhưng mà đây thôi mình nói tiếp, là cái câu mà trước khi mình đi núi hay là đi chùa gì đó, giống như hồi mấy cái ngày lễ ông Ba đó, cái trước khi mình đi mà mấy cái cô mà ở nhà đó, trước khi đi là phải hỏi ra trước thì phải hỏi ông chủ trại giam. Trước khi đi đó phải hỏi: anh ơi, là ông chủ trại giam là ông chồng mình đó, bữa nay cho tôi đi lên mộ ông Ba làm như là gói bánh tét hay là cúng gì đó. Cái bắt đầu á, ông hỏi gì chứ đi chừng nào về. Bà nói chắc tôi đi khoảng ngày mai về được không? Đi chi dữ à. Bắt đầu thôi cho đi, đi về sớm sớm nha. Thì vừa ra cửa rồi bắt đầu bị thằng bảo vệ nó chặn ngang: bà nội đi đâu hả? Bà nội đi lên mộ ông Ba gói bánh tét chút xíu con. Đó là chiều bà nội về, bà nội đi rồi ngày mai ai đưa con đi học, thấy không? Tức là trước đi phải trình ông chủ trại giam, rồi sau mới ra bị bảo vệ chặn cửa lại cái nữa, nó hỏi mình. Nhưng mà bữa nay tôi thấy dường như mấy sư huynh là nhiều, thành thử ra là ở nhà chắc trưởng trại giam đi không. Bữa nay mấy ông trưởng trại giam đi, thành thử ra là nó đông nghe. Thì thôi mình nói sơ qua đó, là khi mà Đức Thầy á, là cái ông mà Phan Châu Bá hỏi thầy vậy đó, bốn câu đó xong thầy mới đáp lại nè, là nói cho ông biết để đựng chi, để cho ông giác ngộ ông tỉnh. Chứ bây giờ mình còn cái gì nữa quý vị? Thời kỳ này là Đức Thầy đó cho biết trước rồi, đời hạ nguyên là coi như là nó đã cạn rồi. Cho nên ông đáp lại câu là Đức Thầy mới đáp cho ông biết là: đành rằng nợ thế trà chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tán chướng nghiệp, thiện từ thầy rước lại non bồng. Như vậy thì nợ thế âu con tròn nợ thế, đường tu sớm liệu dạng đường tu. Tu là tu, nợ thế là nợ thế. Hồi nãy mình nói đó, bây giờ lỡ đi, nhưng mà mấy cô nữ này tội nghiệp con cái gì nè, tu hay dễ bị khảo bị nhồi lắm. Nhưng mà nhớ câu thầy có viết cho đó quý vị: cho nên ông nhồi quả cho người hành đạo, lúc nguy nàng thối chí cùng chăng, nếu bền lòng vị quả cao thăng, chẳng chặt dạ thì bỏ lăng Phật thánh. Cho ông chàng hết hay nữa đi quý vị. Thành thử ra là mình không có chặt dạ là mình bỏ lăng Phật thánh, là nghĩa là mình bị nhồi bị khảo gì đó. Nhiều khi ví dụ mấy cái cô nữ mà hôm mai là mấy cô có mấy ông chồng mà biết tu thì đỡ ha, mà lỡ mấy ông chồng mà nhậu nhậu về á, và vừa thấy ông ngoài cửa bước vô thì bắt đầu kiếm cái ly nước hay chai nước gì bưng: anh ơi anh uống nước đi, anh uống nước đi anh. Thì làm gì mà ông vô ông chửi mình: bữa nay sao ông vợ mình tốt ta, bữa nay sao mà nó mình vừa tới cửa là nó bưng nước cho mình uống, là thôi bữa nay vô vô mùng ngủ ngon ngủ sớm, bị gì nhậu xong rồi về xịt. Đa số là bị vụ đó. Nói thiệt với quý vị, hồi đó tôi cũng bị nè, tôi cũng ăn chơi nhậu nhẹt, mà tôi về mà thấy mà có cái chuyện gì đó là nóng lên một cái rồi đó. Nhưng mà nhờ cái người vợ biết thương chồng, bị gì ông chồng mình ông nhậu về đó là cái trí ông cuồng rồi đâu có nhớ nữa. Thiệt tình là hồi đó mình ăn nhậu rồi là cái trí mình nó mờ lắm, về coi như đến nỗi mà không có bắt cần thân thể. Cho nên Đức Phật nói đó, cái rượu đó nó có thể là đốt đi cái trí huệ mình, thà một cái chén thuốc độc
với cái chén rượu đó mà mình uống chén thuốc độc, Phật nói uống thà ta uống chén thuốc độc mà có thể chết đi rồi đó, thì mình còn trở lại được làm người có trí huệ, có sáng suốt. Còn mà mình uống rượu mà nó chết lần lần, nó đốt mình riết rồi xuống dưới đó ha, dòng mà mấy cái ông mà uống rượu đó ha, dòng mà chĩa ba nè, ngu đầu mã diện, nó sơm như vậy đó, thì còn đường nào mà quý vị chịu nổi cái gì đó. Mà quý vị không thấy cái hầm rượu xuống dưới ha, dòng mà rồi sai rồi mà không phải bình thường, nó còn đẩy rồi đỡ, nó lấy giò nó tống xuống dưới một cái đó ha, thì rồi quý vị biết lúc đó rồi mới thấy cái cảnh khổ nó như vậy. Thì nó cho uống tới chỗ đầy rồi thôi, mình nói sơ đi quý vị, ở đây dường như đồng đạo mình cũng quan hỷ, ai còn uống rượu thì mình gắn tránh nghe quý vị. Như vậy thì là đây là Đức Thầy đã cho biết trước cái cảnh là sau này nó khổ gì đó. Ngục môn đầy quỷ vô đường, dắt hồn ké bạo diêm như lực trần. Tròn tràn khó tay quý vị này, chắc ăn là có tu mới dám vỗ tay, còn không tu vỗ tay. Nhiều khi nói cái này nó đụng chạm quý vị quan hỷ nghe quý vị. Như vậy thì Đức Thầy cho biết ở dương thế này mà tạo nhiều cảnh khổ đấy, thì xuống Quỳnh Tiền địa ngục khảo hình, tỷ lưới trời thưa rộng thanh thanh, chớ chẳng lọt những người hung ác. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình, sổ sách kia tội khước đinh ninh, phạt chứ thường hay đường tỏ rõ. Như vậy thì Đức Thầy cho biết là phải gán tu đi. Lần thứ chót gọi lời kêu thúc rồi, Thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng rồi, thương quá sức nên ta bệnh định, quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian này mà còn trốn mê tăng thì ta chẳng ăn vui cực lạc. Hằng ngày là gì? Tu là sửa, sửa xấu ra tốt, sửa dốt ra công, sửa dốt ra gia thông, sửa công thành ngay, và sửa hư hàng thành đúng đắn. Như vậy thì hôm nay chúng ta thấy rõ ràng là mình đã biết đường rồi. Đức Thầy nói nè, buổi đầu tiên nó hơi khó một chút nha. Hồi chiều nghe nói chị Bảy á, ăn tương mà chị nói té lên té xuống 2-3 lần. Nhưng mà nhờ té xuống Dũng Thịnh có anh Bảy nắm lên liền. Vừa té ốp xuống cái anh nắm lên hên nhờ cái chỗ đó nha. Anh Bảy nhớ chuyện này, hai ông bà mà lỡ mà có té nắm qua nắm lại đừng mà đỡ lên nha. Cho nên á, là quý vị ơi, ai té rồi mình gắng cố đứng dậy. Hồi xưa giờ đó là cái ăn chay này nè quý vị để ý đi. Những cái chú lớn tuổi đó nghe, cái này là mình nói thực tế luôn, đa số thì thầy nghe tôi nghe mà Quân Tư ông đi vô bệnh viện ung bú là tinh tàn vô, tôi vô luôn, tôi vô đó tôi biết nè, ở tại bệnh viện ung bú đó là vô chổng tinh tàn là bệnh ung thư mà nhỏ nhỏ tuổi không, 30-40 rồi, có người thì 20 cũng có, mà hỏi ở đâu? Cà Mau, Nha Trang, Đồng Nai là mấy cái vùng đó là cá mặn không à, là gọi là cá nước biển đó. Rồi người đây nè, có cái ông này cũng chú bà con bên bên vợ á, ổng bên nước mà nước Mỹ đó, là ổng ăn á tôm mà 7 năm sau đó coi như là ăn những cái món mà tôm ngon thôi, mới có 7 năm sau tưởng đâu ăn bổ, ai ngờ ăn ba cái tôm đó vô thì 7 năm sau ổng chết luôn. Bởi vì mình nghĩ rằng ăn đồ ngon là bổ là sức khỏe. Quý vị ơi, nếu mà sức khỏe thì ông Phật ông đâu có chỉ mình là tuy nghèo dùng đỡ cháo ráo, bền lòng niệm Phật thì ngày sau hết nhạn, phải không? Như vậy thì Đức Thầy đã chỉ cho mình biết đó, là ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Sĩ Đạt Ta, ngài đã nhìn thấy xem sanh lão bệnh tử, ngài mới giác ngộ tu hành. Là với hôm nay chúng ta cũng giống như vậy đó quý vị, chúng ta không có khác gì đâu. Đức Thầy có diễn tả cho biết là mình vàng thái tử ngôi còn bỏ dốc ngọc đông cung tước phế liền, xem đó hỡi người mau lập chí tu hành khá nhớ giữ cho nguyên. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa là ai? Là Sĩ Đạt Ta, ngài mới là vợ đẹp con cưng mà ngài còn bỏ hết, ngài còn kiếm cái con đường mà mình thấy con đường giải thoát cho mình đó. Mà mình thấy cái đời người phải hiện giờ nó ngắn ngủi không, qua cái chặng Covid rồi quý vị thấy đó, cái chặng Covid rồi là coi như là không có ai đi ra được luôn. Ở đây còn vắng vắng quý vị bước ra mới xong còn được, chứ đi ra ngoài là đâu có cho. Cho nên là cái thời kỳ này nó diễn biến tới rồi. Đức Thầy kêu chỗ này là nhiều lần rồi mà quý vị chưa có tỉnh thức là gì?
thấy Dương Trần ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Sách khuyên thiền miệng kêu không ngớt, mà nào ai có thức dậy tầm. Ta nghĩ si cũng bắt hổ thầm, nên than thở cùng chẳng ít tiếng. Tâm sáng suốt như đài nguyệt kiên, tánh trong như nước bích mùa xuân. Nếu không tu chừng khổ cũng ân, đừng có trách sao không chỉ bảo. Tròn tràn khó tay đi quý vị. Như vậy là không tu chừng khổ cũng ưng nghe, tu hành thì gặp cảnh vui mừng tội thay. Cho nên kỳ này là kỳ thoát trần rồi quý vị à. Kỳ hạ nguyên, đời hạ nguyên nó đã kế bên rồi, mà thầy cho biết là nay đã hết đời. Đời tặng thế mà còn lăn lửa, mình còn lăn còn lửa nè. Mà Đức Thầy đã diễn tả cho biết là cái cảnh khổ nó sẽ diễn biến là, quý vị thấy không, hiện bây giờ chiến tranh nào là giặc giả, nhưng mà nó kế bên tai mình rồi. Đức Thầy nói là khắp thế giới binh lương cụ túc nó sẽ chuẩn bị luôn, quyết tranh giành quyền lợi, xé sâu nhau thương nhân sanh, tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt, tiếng bi ai thở than réo dắt, mà khắp đông tây nam bắc chịu sầu. Như vậy là hiện bây giờ là đau khổ lắm, mà mình ở cái vùng nước Việt Nam mà mình được Phật ra đời mà mình không tu là uổng. Vì Đức Thầy cho biết nè, là cái câu mà Đức Thầy nói là trung mương tam cõi điều hòa mặt, ta mới thảnh thơ chở gốc hài. Hay là có chỗ thầy nói là ngài hi dân chỉ đau lai chẳng thế, cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam, chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gà tờ quá thằng hà bút. Đúng, cho chàng phó tay đúng quý vị. Tức là thầy ra đời năm 1939, thầy mới viết bài Sứ Mạng, là cái cảnh diễn tả khổ nó tới rồi. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Nghe cái ghê không? Sắp tràn lan rồi. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa, chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Có chứ quý vị, có tới kế bên rồi. Đức Thầy cho biết là lao sao bể bắt non tặng, quân khuyên tham báo xa gần cũng qua, rồi tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là hay phơi. Bây giờ mình thấy rõ ràng nó có hết trơn rồi quý vị. Bây giờ cái cảnh khổ nó sẽ diễn biến tới là cuộc đời này nè, nó càng gắt lại càng gai. Mà ngặt mái thiên cơ chẳng dám bài, mà rắn núp dưới hang coi ngựa chạy, khỉ ngồi trên ngựa ngó gà bay, rồi đông tây trồn rộn trời che xác, nam bắc ê hề đất chở thầy. Như vậy là nam bắc ê hề đất chở thầy luôn rồi còn gì nữa. Trời mà che xác rồi đất mà chở thầy, lúc đó mình tránh đường nào. Cho nên người tu mới được sống nghe quý vị. Cho nên là mình được ai cứu đây? Đức Thầy vớt mình nghe quý vị. Văn Thù vớt mình nghe quý vị. Văn Thù Bồ Tát từ bi chèo thiền Bát Nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt sóng bườm lon, rước người tu niệm xê sang thủy tình, ai mà ta dạy trắng dình thì sao, đừng chấp mắt tình yêu đương. Như vậy thì quý vị, nếu mà ai mà không chịu tu đó ha, thì đừng có trách Trung Âm Ti ngu đầu mà diêm. Đang trong ngày tới số bắt hồn. Chú hai, đang trong ngày tới số bắt hồn nha chú. Cõi âm thần bệnh sôi dịch ôn. Bệnh dịch nó tới nghe quý vị. Chờ mạng phước ra tay bẻ hồng. Cho con chàng pháo tay đi quý vị. Ai không tu là gán mà chịu, chứ còn gì nữa phải không chú hai? Cho nên trốn là cái chờ mà mãn phước rồi, lúc đó rồi thế là ra tay bẻ họng, chứ không còn đường nào nữa chứ. Con nào hiền thì dạng thảo ngay, đứa ngỗ nghịch thì một mai đứt cổ, chứ không còn đường nào tránh. Cho nên hôm nay Đức Thầy chúng ta cho biết đó,
là vì hương sanh chúng ngài mới lưng chuyển kiếp đây. Đức thầy nói chỗ nào quý vị biết không? Thương chúng sanh mà thầy phải vì lòng từ bi mà ngài muốn đem hết những cái nghiệp của thầy, của chúng sanh đó đem vô cho thầy. Nhưng mà làm sao được quý vị? Mà vì lòng từ bi thầy mới đem hết ra. Thầy nói nhìn văn châu lỵ ủ ê, biết sao chút hết gánh về ta mang, mang cho hết tai nạn thế giới, kẻ tâm lành bớt đợi chờ trong. Như vậy thì thầy á là đem những cái tâm huyết, cái sự hy sinh của mình ra hết trơn để cho chút hết đừng đem về cho thầy mang. Nhưng mà nghiệp của chúng sanh rồi phải trả, chừng nào hết giờ cho hay nghe quý vị. Tại vì nhiều khi á là lỡ lâu lâu rồi có dịp ha. Như vậy thì quý vị biết đó là Đức thầy vì thương sanh chúng ngài mới nói cái câu là thương quá sức nên ta bệnh rịnh, quyết độ đời cho đến chung đăng. Nếu thế gian còn chốn mê tăng thì ta chẳng an vui cực lạc. Như vậy thì ý Đức thầy nói là nếu thế gian này mà còn chìm đắm, còn cảnh khổ đó thì ta chẳng an vui cực lạc quý vị. Bởi cho nên hôm nay chúng ta thấy đó là cái câu cuối cùng mà Đức thầy cho biết đó. Bây giờ mình kết thúc cái đề tài hôm nay bị gọn gọn thôi nha, là cái câu cuối cùng mà Đức thầy thề luôn quý vị. Quý vị có thường nghe những cái câu mà trong cái quyển 3 mà thầy nói đó. Đầu tiên thì thầy nói là thương chàng ta cũng ráng thề, đặng cho ba tánh liệu bề tu thân, tu hành chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải sát thân người đời. Như vậy thì thầy thương chúng sanh nghe quý vị. Thì thôi hôm nay giờ này cũng đã khuya hồi từ sớm tới giờ thì quý vị quá quý quá rồi. Quý vị còn ngồi ở đây như vậy là cái người mến đạo quý vị. Nói đạo đức thì nhiều người bắt bẻ, mà làm hung sùng nhiều kẻ chạy theo. Không làm thì ắt mắng éo, làm xong thì vượt khỏi qua đèo trong gái. Bây giờ mình gán tu đi quý vị, chuyến này là đò chiều chuyến chót rồi. Cho nên kỳ ăn xá xả tội là thầy nói đua một lòng làm bạo làm sằng. Ai mà xét đó năng năng hoài đầu hướng thiện thì bằng tăng dắt dùm. Đời chưa tiếp luôn, đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bốn đạo như con, muốn cho bốn đạo lòng son ghi lời, để sao đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Và phương nam rạng ngọc chói lò lưu ly, hổ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng chung chánh vật quân, cùng thằng náo nước vui tươi, liên qua đua nở nụ cười, rước tội lương đông chào người chân tu. Và cầu chúc cho toàn thể chư quý vị được tinh tấn tu hành và cho đến ngày thành công đắc đạo. Nam mô A Di Đà.